vâng và việc mua phải cây giả như những trường hợp vừa rồi thì chỉ mang lại sự bực bội và cảm giác khó chịu khi mà bị lừa thôi thậm chí là dịp tết tới chẳng may mua phải thực phẩm giả như là trứng gạo hay là thịt thì cũng phải ăn liên tục hoặc là với một liều lượng nào đó thì mới có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng tuy nhiên thì có một mặt hàng mà chúng ta tuyệt đối không được mua hàng giả và hàng nhái dù chỉ là một lần bởi có thể sẽ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm bệnh tật rất là cao và đó chính là bao cao su. Vâng, chúng ta thì ai cũng biết Trung Quốc là thiên đường của các loại hàng giả, hàng nhái và người dân nước này thì có lẽ cũng đã rất là quen với cái tình trạng vàng thau lẫn lộn này từ lâu rồi. Tuy nhiên thì việc bao cao su giả tràn ngập ở thị trường đang khiến cho người dân ở quốc gia tỷ dân này cảm thấy lo sợ và kéo nhau sang Nhật Bản chỉ để là tìm cách mua những chiếc bao cao su đảm bảo chất lượng. Người Trung Quốc đặc biệt thích bao cao su Nhật chất lượng cao bởi niềm tin của họ đối với các sản phẩm nội địa ngày một suy giảm. Doanh số bán bao cao su cho khách Trung Quốc tại Nhật Bản nhiều tới mức mà Sagami là hãng sản xuất bao cao su lớn thứ hai ở đất nước mặt trời mọc đã lên kế hoạch xây thêm nhà máy thứ ba tại Malaysia để tăng sản lượng lên 80 triệu chiếc bao cao su một năm. Thậm chí Sagami đã phải tính đến việc sẽ mở đại lý phân phối tại Trung Quốc để người Trung Quốc có không phải sang tận Nhật để mua nữa. Có thể nói là nhu cầu tiêu thụ bao cao su của khách Trung Quốc đã cứu nhiều doanh nghiệp sản xuất bao cao su Nhật Bản bởi thanh niên Nhật Bản hiện nay thì ngày càng lười quan hệ tình dục và do đó thì họ cũng chẳng cần mua bao cao su làm gì. Each box had 12 condoms and cost. và theo như tôi biết thì người Trung Quốc không chỉ yêu cầu những loại bao cao su thường ra bán lẻ một hộp 6 chiếc bao cao su của Sagami hiện là 1.000 yên cho một hộp 6 chiếc à, Tuy nhiên thì người Trung Quốc thường xuyên đòi mua loại đắt tiền hơn nữa Chính vì vậy mà Sagami cũng đã phải thay đổi cả chủng loại sản phẩm sản xuất ra Vâng và tình trạng bao cao su giả đã nghiêm trọng tới mức mà nhiều nước như là Ghana hay là Chile thì đã phải cảnh báo công dân cẩn thận khi mua mặt hàng loại này mà có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. Năm ngoái thì cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ ba đường dây làm giả đến 3 triệu chiếc bao cao su, còn trước đó 2 năm thì cảnh sát ở một đất nước xa xôi hơn là Ghana thì đã bắt được thu giữ được 1 triệu chiếc bao cao su được cho là có nhiều lỗ thủng và dễ rách trong quá trình mà sử dụng và ngoài việc dùng những vật liệu rẻ tiền thì những người làm giả còn phải dùng dầu ăn thông thường để bôi trơn khiến cho chúng có thể bị ăn mòn, bị mất tác dụng bảo vệ cho họ trong quá trình sử dụng.